Thì rồi chúng ta làm một câu nói về tình huống thực tế để như sau. LD50 là liều lượng hóa chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm gây tử vong 50% cá thể của nhóm thử nghiệm. LD50 của ethanol đối với người trưởng thành là trong từ 5g cho đến 8g trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Trung bình một người bình thường nặng 60 kg khi sử dụng đúng có còn Lượng Ethanol có thể gây ra tình trạng nguy kịch cho sức khỏe là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta hiểu LD50 là gì? Các bạn hiểu từ tiếng Anh không ạ? Đây LD50 là gì? Bạn biết không? Để thầy giải thích cho LD50 có nghĩa là chỉ liều lượng của một chất độc Được chưa? có thể làm chết đến 50 phần trăm ở đây 50 tức là chỉ chỉ là nói là về chất độc thôi em được không ạ người ta nói rõ này LD50 là liều lượng hóa chất phơi nhiễm trong cùng một thời điểm gây tử vong 50 phần trăm cá thể trong nhóm thử nghiệm tức là 50 phần trăm này LD50 là cái phần trăm tỷ phần trăm tỷ lệ tử vong bây chưa? Người ta nói là LD50 của ethanol đối với người trưởng thành là từ 5 đến 8 gram trên 1 kg Trong minh một người trưởng thành nặng 60 kg sử dụng đúng có còn Đúng không ạ? Thì lượng ethanol có thể gây tình trạng nguy kịch cho có thể là bao nhiêu? Bạn hiểu vấn đề không? Là chúng ta nhân lên thôi đúng không em? Chúng ta lấy 5 nhân cho bao nhiêu? 60 và 8 nhân 60 đúng không em? 50 nhân đến 60 bao nhiêu em ơi? Phải 300 cho đến bao nhiêu? 800, gram. 300 đến 480 g. Mà đây cũng có câu hỏi này thì chắc Thì nói bạn là nó vẫn có thiếu gì đó đúng không em? Người ta chưa nói cái gì hết, người ta yêu cầu là uh, khối lượng bằng bao nhiêu tới thôi. Ui, không hay lắm. Các bạn hiểu không? Cái này đúng hay sai ta? Như vậy 50% để làm gì? Các bạn thấy không? Có chỗ này 50% để làm gì em ơi? Bây giờ các bạn giờ tắt trở lại đi. Mấy đứa kia hiểu không mấy đứa ơi? Không lấy vậy thôi à? mức tối thiểu là 300 và mức tối đa là 480. À, chúng ta thử coi ở đây có đúng không nha? Bộ, em lấy 480, em chia cho D của nước là bao nhiêu nhỉ? D của rượu là 0,8. Thì như vậy chúng ta sẽ tương ứng với 600 ml. Như vậy một người trưởng thành nặng 60 kg thì người ta sẽ dùng khoảng là 600 ml. Thấy chưa, 600 ml. Còn hiểu vấn đề không em ơi bây giờ thì nói rộng hơn cho bạn hiểu luôn này bạn biết là một lon bia Sài Gòn Sabelso có thể tích là 30 ml đúng không em độ còn là bao nhiêu độ còn là 4,3 độ đúng cho em cho bây từ đây em tính được V rượu trong này không ạ mình biết là V rượu trong này này V rượu trong này đặt giá trị tối đa là bằng 480 chia cho 0,8 và bằng 600 mil được chưa như vậy em tính về điều đây, sau đó em lấy về điều mắc này cho về điều này thì ra số lon bia mà người ta sẽ uống. Các bạn hiểu không ạ? Là cho ngừng cửa cho phép em. Đó, ở đây mình mở rộng bài toán một tí. mười bốn phẩy mười chín nha em lấy sáu trăm chia cho mười bốn phẩy mười chín nếu như thế này nó sẽ hơn Như vậy Tiêu lượng tối đa của người uống bình thường Người 60kg là uống Gây gớm nhất là được 42 lon không Các bạn ý kiến gì không ạ Là mức nguy hiểm ấy hả 42 lon là quá nhiều Các bạn kiến gì không em ơi